điểm danh top 10 huấn luyện viên ngoại có tỷ lệ thua cao nhất Việt Nam. Top 10, huấn luyện viên Park Hang-seo, tỷ lệ thua cũng thấp nhất với 25,4%. Top 9, huấn luyện viên Toshiya Miura, ông có tỷ lệ thua là 28,6%. Top 8, huấn luyện viên Alfred Ritter, với tỷ lệ thua là 32,8%. Top 7, huấn luyện viên Colin Murphy, với tỷ lệ thua là 33,3%. Top 6, huấn luyện viên Daido, với tỷ lệ thua là 33,3%. Top 5, huấn luyện viên Park Hang-seo Wei-gang, với tỷ lệ thua là 35,3%. Top 4, huấn luyện viên Franco Goss, với tỷ lệ thua là 40%. Top 3, huấn luyện viên Henrik Kallisto, tỷ lệ thua của ông là 42,3%. Top 2, huấn luyện viên Edson Tavares, với tỷ lệ thua là 50%. Top 1, huấn luyện viên Philippe Jouzier, với tỷ lệ thua cao nhất 71,4%.